bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Facebook, kênh YouTube Meow for Girl. À, thì cũng gần một tuần rồi Trang chưa có up một cái video mới nào hết. Các bạn cũng biết là mình rất là khó tính, mình không có thích là up liền những cái gì hết trơn á, mình phải edit rất là kỹ càng câu chữ này nọ thì mình mới up lên như một sản phẩm gì đó cho bản thân, cũng như là tôn trọng người xem của mình. Cho nên nếu mà ai ủng hộ Keo á, là Keo cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì những cái nỗ lực của mình đã được người ta công nhận và đón xem. Đó thì Keo chưa có thời gian để mà edit những cái video của mình quay, tự nhiên cái bận quá trời bận luôn mọi người. Bận ăn nè, ngủ nè, đạp xe nè, bận make up nè. Nói chứ mình bận thu âm, mình bận dịch bài. Bởi vậy ta nói trời thương, ăn ở hiền lành, ông bà phù hộ. Cho nên đó hả, mình đã bỏ xứ qua đây rồi mà các bạn còn nhắn tin và viết email là mời mình tham gia sự kiện này, sự kiện kia, thì mình có trả lời là hiện tại mình không có ở Việt Nam. Thì các bạn, có một số bạn thì sẽ nói là chị ơi em biết mà, nhưng bởi vậy em đâu có mời chị đi dịch trực tiếp đâu, em gửi bài cho chị dịch. Ấm lòng, cưng, ta nói biết ơn gì đâu luôn á, thiệt sự. Nhớ, nhưng mà rất là bận. Nhưng mà tại sao hôm nay hả cũng phải hả là make up lên để mà quay cái video clip này về cái phốt của Đào Bá Lộc. Đó, bình thường á là người ta dự định quay video, người ta mới make up lên đồ đúng không? Còn Keo á thì nếu mà bữa nào sẵn make up trên mặt rồi thì mới quay video. Nhưng hôm nay đặc biệt là muốn quay video này cho nên lon ton chạy đi make up rồi mới quay. Quý hóa chưa? Rồi phốt gì? Sáng nay á thì có một bé em gửi cho mình xem một cái bài đăng về Đào Bá Lộc. Thì có cái chị thì có cái chị chuyên viên trang điểm kia, hình như là quen với Đào Bá Lộc, thì chị mới nói là Đào Bá Lộc có bút chỉ để làm mặt, để đi quay một cái MV gì đó. Nhưng mà sau đó thì do là dịch bệnh nè mọi người, cho nên là Đào Bá Lộc có tạm hoãn lại. Ok, thì tạm hoãn thì chị sẽ đợi. Nhưng mà cuối cùng á chị phát hiện á là Lộc đã đi quay cái MV đó với một người make up khác, đã xong luôn rồi. Thì chị mới tức, chị mới nói. Rồi Đào Bá Lộc mới xéo sắc đáp trả lại, nói là ý của bạn á, tạm hoãn nghĩa là hủy, nghĩa là cancel, nhưng mà bạn nói cái cách tế nhị của bạn là tạm hoãn. Đó, rồi bạn bận trăm công ngàn việc luôn á, bạn nói tạm hoãn thì chị phải tự biết á là người ta hủy, người ta cancel đi chứ. Wow. Trời đất ơi, tao nói nó tức. Tao tức á, nghe mà tao tức á. Thiệt luôn á, lỡ đâu mấy bạn nào mà yêu quý Đào Bá Lộc á, rồi nếu mà binh thần tượng á thì thưởng thiệt là sao? Thì tưởng là tạm hoãn nghĩa là cancel rồi sao? Trời đất ơi, không phải nha mấy bạn. Thì mình nghĩ là mấy bạn chắc cũng tỉnh táo rồi đúng không? Binh sao được mà binh. Nếu mà binh lắm á thì cũng nói là ôi chắc chị này xui. Đó, rồi mấy bạn fan thần tiên của Khánh Linh ơi, tạm hoãn là gì nè? Ok, thì Khánh Linh giới thiệu hai từ mà rất là thông dụng với mọi người, đó là delay, một. Thứ hai, postpone. Đó, nhưng hai cái từ này giống và khác nhau như thế nào? Mời các bạn theo dõi. Thứ nhất là động từ delay, có nghĩa là làm chậm, làm chậm một cái gì đó hoặc là một việc gì đó, trễ hơn dự định, trì hoãn. Đó, với cái ý nghĩa này thì delay đóng vai trò là nội động từ cũng như là ngoại động từ. Nói ngắn gọn thì ngoại động từ là một cái động từ mà phía sau nó có tân ngữ, còn nội động từ là phía sau nó không có tân ngữ. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi ngoài lề về việc là nội ngoại khác nhau như thế nào thì mong các bạn comment để có gì Khánh Linh có thể làm ra một cái video nữa nói kỹ hơn về vấn đề này ha. Trở lại với delay, ví dụ đầu tiên: Our flight will be delayed because of bad weather. Our flight will be delayed because of bad weather. Có nghĩa là cái chuyến bay của tụi mình á sẽ bị trì hoãn bởi vì thời tiết xấu. Ví dụ thứ hai: Heavy snow delayed the start of the football game. Heavy snow delayed the start of the football game. Với cái trường hợp là sau động từ delay cộng với verb in hay còn gọi là gerund. Ví dụ: We should delay buying a new house until I have another job. We should delay buying a new house until I have another job. Còn nếu mà delay đóng vai trò là nội động từ, có nghĩa là phía sau delay không có một cái tân ngữ nào hết, thì nó có nghĩa là không hành động nhanh, không hành động ngay lập tức.
Ví dụ, if you delay now, she might say yes to another man. If you delay now, she might say yes to another man. Danh từ của delay là delay. Động từ thứ hai là postpone. Cũng nhấn phần hai như delay là postpone. Postpone có nghĩa là dời một cái việc gì đó lại sang một cái ngày khác hoặc một cái thời gian khác, nhưng vẫn xảy ra. Nhưng vẫn xảy ra nha. Lạnh quá mọi người ơi. Lúc nãy á, đang quay cái tự nhiên cái hết pin, cho nên mình đi cắm sạc. Cho nên bây giờ trời cũng hơi tối rồi cho nên lạnh. Mọi người thấy trời sáng vậy á, nắng vậy á, chứ cũng gần 7 giờ tối rồi đó. Rồi, lúc nãy tới đâu rồi? Okay, for example, they postponed the meeting until next week. They postponed the meeting until next week. Có nghĩa là họ đã trì hoãn, họ đã dời cái cuộc họp này cho đến tuần sau. Thì until cộng với điểm thời gian. Hoặc là the meeting was postponed for another week. The meeting was postponed for another week. Cuộc họp này được dời lại, được hoãn lại thêm một tuần nữa. For cộng với khoảng thời gian. Hoặc postpone cộng với gerund. I want to postpone visiting Italy due to coronavirus. I want to postpone visiting Italy due to coronavirus. Tôi muốn hoãn lại cái chuyến đi Italy này bởi vì coronavirus. Danh từ của postpone, postponement, postponement. Ok, thì hôm nay Kêu cũng chỉ muốn phân biệt cái sự khác nhau giữa hai cái từ quen thuộc là delay và postpone. Đó, thì trong văn nói mọi người cũng hay xài là delay. Không có sao hết, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên là lắm lúc các bạn học sinh khi mà gặp phải cái bài trắc nghiệm á, Kêu chọn giữa delay và postpone, chắc chết. Đó, bởi vậy lưu ý là các bạn học sinh nên xem video clip này nhé. Còn những bạn nào không thích xài hai cái từ này, delay hoặc postpone, nó quá quen thuộc, thì các bạn cũng có thể sử dụng động từ reschedule nè, hoặc là on hold nè, hoặc là tính từ pending nè, đó vân vân. Và nếu mà các bạn thích xài phrasal verbs á, thì các bạn có thể xài từ put off nè. Quá trời luôn á, nhưng nhất định không được xài cancel. Nghe trời ơi đất hỡi. Rồi, video ngày hôm nay cũng chỉ có như vậy thôi. Như thường lệ, nếu các bạn thấy vừa lòng hả dạ với video này hoặc là thương Kêu, xin đừng ngần ngại bấm nút subscribe, đăng ký kênh cũng như là cái chuông bên cạnh để ủng hộ cho một người con nhỏ bé xa quê hương miền Tây sông nước như Kêu nhé. Okay, thank you and see you in the next video. Postpone the meeting until next week.